Thưa quý vị, dạo quanh các con đường không khó để thấy bên cạnh các loại mũ bảo hiểm chính hãng, rất nhiều loại mũ thời trang được bày bán với giá chỉ vài chục ngàn đồng. Hầu hết những loại mũ giá rẻ này đều có đặc điểm chung là màu sắc rực rỡ, bắt mắt, song chỉ có phần nhựa và phần mút bảo vệ rất mỏng. Theo khảo sát của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp với Quỹ Phòng chống thương vong châu Á AIB cho thấy, có 89,5% mũ bảo hiểm được khảo sát không đạt chuẩn chất lượng, không bảo vệ được người sử dụng từ nguy cơ chấn thương sọ não trong trường hợp xảy ra va chạm giao thông. Đội một cái nón bảo hiểm chất lượng thì đi đường em cảm thấy tự tin với an toàn hơn. Lại mấy cái là gái thì đi đường gió hay vào mắt thì cái mấy dòng mà có kính nó sẽ giúp em nó đỡ hơn gió vào mắt, đỡ đi bị đỏ mắt này nọ. Với nhiều bạn trẻ, đội nón bảo hiểm chất lượng khi tham gia giao thông là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên với các bạn, việc chọn nón sao cho phù hợp với mình phải đáp ứng nhu cầu thị hiếu thời trang cũng quan trọng không kém. Với những người thường xuyên đi xa bằng xe phân khối lớn, không chỉ việc chọn nón bảo hiểm chất lượng cho sự an toàn mà còn bao gồm các phụ kiện an toàn khác. Nếu mà đi mô tô ra đường xa thì mình nên trang bị cho mình những trước tiên là nón, đội full face, dù mình là áo giáp, bao tay, quần giáp thì những cái thứ đó là để nó bảo vệ cho mình tốt hơn. Nhưng mà là cũng nên đội những cái nón hoặc là những đồ giáp có nó có thương hiệu thì như là lớp mút đó rồi là nó an toàn cho mình. Đó, độ dày của nó. Tại cửa hàng nón bảo hiểm này, mỗi ngày khách chọn mua nón bảo hiểm chất lượng tuy có giá cao hơn đã tăng lên đáng kể. Một phần nơi đây có những mẫu nón thời trang vừa có chất lượng, một phần khách hàng đã ý thức được việc lựa chọn mũ bảo hiểm đạt chuẩn sẽ tốt hơn cho bảo vệ sức khỏe, tính mạng khi tham gia giao thông. Nhu cầu đội nón bảo hiểm ở thị trường hiện nay thì người Việt Nam mình ra đường là ai cũng phải đội nón bảo hiểm, đó là điều đương nhiên rồi. Tuy nhiên thì mình đã chuyển dịch từ cái việc đội nón bảo hiểm để đối phó với cảnh sát giao thông và biến cái việc đó thành để an toàn cho bản thân bằng những chiếc mũ bảo hiểm chất lượng hơn, an toàn hơn. Một chiếc nón bảo hiểm chất lượng thì chi phí nó cũng không quá cao, rất là dễ chấp nhận, từ 1 triệu rưỡi cho tới 3 triệu trở lên. Thì chiếc chi phí này nhiều người nghĩ là cao, ở Việt Nam mình hay nghĩ vậy. Nhưng mà thực tế, một chiếc mũ chất lượng xài từ 2 năm trở lên, có thể tới 5 năm, 10 năm. Một chiếc nón bảo hiểm chất lượng thì đầu tiên thì lớp vỏ phải cứng cáp, tiếp theo là phải có lớp hấp thụ xung động, lớp EPS, lớp mà mút lót màu trắng bên trong á. Cái lớp đó nó sẽ giảm cái lực tác động khi có va chạm vào đầu của người tiêu dùng. Tiếp theo thì cái lớp mút lót nó phải êm ái để cho người dùng có thể đội một chiếc mũ cả ngày và về lâu về dài không có cảm thấy khó chịu. Thưa quý vị, mặc dù không chắc chắn có thể kiểm tra chính xác mũ bảo hiểm đạt chuẩn hay không, nhưng chúng ta cũng có thể thông qua bằng mắt thường, có thể nhìn thấy và kiểm tra được độ an toàn của các chiếc mũ bảo hiểm như sau. Là mũ bảo hiểm chất lượng nhìn chắc chắn phải có đầy đủ các bộ phận như là vỏ mũ, mút xốp, lớp lót, dây mũ và khóa an toàn. Trên mũ phải có tem kiểm định, tem của nhà sản xuất, ghi rõ các thông tin của mũ như là trọng lượng, kích cỡ, nhà sản xuất.